Mai xin kính chào và cảm ơn quý vị đang đến với bản tin thời sự 18 giờ 30 chiều nay, thứ tư ngày 17 tháng 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cùng với các tin tức thời sự được cập nhật. Chiều nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Năm 2023, toàn tỉnh kết nạp mới gần 2.000 đảng viên, đạt 125% so với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, tăng 1,5 lần so với năm 2022. Thành lập mới 28 tổ chức đảng, kết nạp hơn 280 đảng viên mới trong đơn vị kinh tế tư nhân, đạt hơn 170% so với chỉ tiêu giao. Tuy nhiên, còn 3 đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới là thành phố Hưng Yên, huyện Tiên Lữ và huyện Kim Động. Việc tham mưu triển khai thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác chưa đảm bảo yêu cầu, tỷ lệ chuyển đổi vị trí trưởng phòng giữ chức vụ quá 8 năm chưa thực hiện còn khá lớn. Chiều qua, huyện Văn Lâm ra mắt Trung tâm Điều hành Thông minh IOC. Đây là nơi thu thập, tổng hợp thông tin trên tất cả các lĩnh vực, giúp lãnh đạo chỉ đạo điều hành hoạt động của huyện. Trung tâm IOC thực hiện các chức năng như cơ sở dữ liệu về dân cư huyện Văn Lâm, giám sát lĩnh vực hành chính công, giám sát thông tin trên môi trường mạng, giám sát điều hành văn bản điện tử, bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số, giám sát chỉ tiêu giáo dục, giám sát chỉ tiêu y tế, giám sát tình hình an ninh mạng. Trung tâm IOC huyện Văn Lâm đi vào hoạt động hướng tới hiện đại hóa hoạt động quản lý nhà nước, hạn chế giấy tờ hành chính, giảm công tác điều hành qua nhiều cấp quản lý, đồng thời công khai giám sát một cách minh bạch về thời gian, kết quả xử lý, qua đó giúp người tham gia tương tác với hoạt động nhà nước, bước đầu xây dựng nền hành chính thân thiện, phục vụ hiệu lực, hiệu quả. Năm 2023, các doanh nghiệp của tập đoàn Hòa Phát đóng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã nộp ngân sách trên 760 tỷ đồng, vượt trên 200 tỷ đồng so với năm 2022. Với 16 doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, trong năm 2023, nhiều doanh nghiệp thành viên của tập đoàn Hòa Phát đã có số nộp cao, vượt so với năm 2022, từ 35 tỷ đến 250 tỷ đồng. Ngoài đóng góp cho ngân sách, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, tập đoàn Hòa Phát có nhiều hoạt động an sinh xã hội như xây dựng trường học, tài trợ trang thiết bị y tế, tặng quà Tết cho người nghèo, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi theo chương trình Mẹ đỡ đầu. Thị trường cây cảnh Tết năm nay ở huyện Văn Giang có rất nhiều điểm nhấn với những tác phẩm độc lạ khổng lồ hút mắt khách hàng, trong số đó có loại trị giá hàng trăm triệu đồng. Để chào đón năm mới Giáp Thìn, nhiều hộ dân làng nghề hoa cây cảnh xã Liên Nghĩa đã kỳ công sáng tạo kiểu dáng độc lạ bắt mắt như quyết hình rồng, quyết hình lọ lục bình trái tim thỏi vàng chiếc lọ với kích thước khổng lồ trung bình cao 3,2 đến 3,5 mét, có giá dao động từ 20 đến 30 triệu đồng một đôi. Từ cây bưởi đơn thuần, nhiều nhà vườn cũng tạo tác thành những dáng cây độc đáo mang ý nghĩa biểu trưng như dấu ấn thời gian, vươn mình bay xa, niềm tin và hy vọng. Một số nhà vườn còn trồng cây đu đủ bonsai, trồng bía cảnh trong chậu, thu hút nhiều khách hàng đến tham quan và mua sắm. Tiếp tục với các tin tức đáng chú ý. Một trận mưa đá cục bộ kéo dài 15 phút xảy ra tại xã Thu Lũng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, gây thiệt hại một số hoa màu. Trận mưa đá bắt đầu vào khoảng 7 giờ sáng ngày 17 tháng 1, kéo dài 15 phút. Hạt mưa đá kích cỡ bằng khoảng đầu ngón tay, gây thiệt hại khoảng 1,5 hectare hoa màu, không gây thiệt hại về người và các công trình dân dụng. Mưa đá ở Lai Châu thường xuất hiện vào tháng 3 hàng năm. Năm nay, mưa đá xuất hiện sớm hơn bất thường cho thấy thời tiết có những diễn biến phức tạp khó lường. Các địa phương, ngành chức năng, người dân cần chủ động các phương án để đề phòng thiên tai xảy ra. Trong tháng 12 năm 2023, thế giới ghi nhận gần 10.000 ca tử vong do COVID-19. Số ca nhập viện tăng 42% so với tháng 11 năm 2023. Còn trong nước, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm sắp đến, nhu cầu giao thương du lịch tăng cao, cùng diễn biến thời tiết thay đổi bất thường là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lây lan. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát các loại dịch bệnh truyền nhiễm. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương chủ động có kế hoạch phòng chống dịch bệnh, tiếp tục triển khai hiệu quả giám sát thường xuyên để phát hiện sớm các ca bệnh ngay tại cửa khẩu, trong cộng đồng và tại các cơ sở y tế, tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng. Các đơn vị triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh đảm bảo an toàn thực phẩm và tuyên truyền nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục, trường học. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông, hai nguyên tổng biên tập báo Thanh Niên.
Quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, cơ quan công an xác định ông Nguyễn Công Khế, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, nguyên Tổng biên tập báo Thanh Niên và ông Nguyễn Quang Thông, nguyên Tổng biên tập báo Thanh Niên đã có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại khu đất số 151 đến 155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra để làm rõ sai phạm, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức khác có liên quan, thu hồi tài sản cho nhà nước. Ông Nguyễn Thế Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang cũng vừa bị khởi tố bắt tạm giam với cáo buộc có nhiều sai phạm trong quá trình mua sắm trang thiết bị cho các trường học năm 2019 và 2020. Cơ quan Cảnh sát Điều tra xác định ông Nguyễn Thế Bình có hành vi cấp trang thiết bị không đúng nhu cầu của các trường, cấp cho các trường không thuộc đối tượng thụ hưởng của chương trình mua sắm và cấp trang thiết bị không theo quyết định phê duyệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh, gây thiệt hại và lãng phí cho ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng. Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy vào trung tâm cai nghiện số 1 Hòa Bình. Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, qua công tác điều tra cơ bản nắm tình hình, các trinh sát phát hiện thủ đoạn đối tượng chủ mưu không trực tiếp đi giao ma túy cho người nghiện ma túy đang cai nghiện tại trung tâm, mà thuê đối tượng nghiện khác trả công bằng ma túy mang vào tường rào của trung tâm. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với trung tâm cai nghiện ma túy số 1 test nhanh ma túy đối với tất cả học viên đang điều trị cai nghiện tại trung tâm để có biện pháp phòng ngừa. Chuyển sang phần tin quốc tế. Mới đây, chuyên trang theo dõi các thông tin liên quan đến quân sự của các quốc gia trên thế giới đã công bố bảng xếp hạng quân sự của 145 quốc gia, trong đó Mỹ, Nga và Trung Quốc được xếp hạng là 3 cường quốc quân sự. Theo thang đánh giá, chỉ số hoàn hảo là 0,0000. Chỉ số càng thấp, phản ánh năng lực chiến đấu thông thường của quốc gia càng cao. Theo bảng xếp hạng mới, Mỹ là quốc gia đứng đầu về sức mạnh quân sự năm 2024, với chỉ số sức mạnh là 0,0699. Tiếp tới là các nước Nga và Trung Quốc với các chỉ số tương ứng là 0,0702 và 0,0706. Ngoài top 3 quốc gia hàng đầu, đứng ở vị trí tiếp theo trong top 10 lần lượt là Ấn Độ, Hàn Quốc, Anh, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Italy. Mỹ, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ cùng Italy đang duy trì thứ hạng ổn định so với năm 2023. Hàn Quốc và Nhật Bản cùng Thổ Nhĩ Kỳ thăng hạng, trong khi Anh và Pakistan tụt hạng so với năm 2023. Liên minh châu Âu EU đang khởi động các cuộc thảo luận về mục tiêu khí hậu đến năm 2040 và xác định lộ trình lập pháp trong những năm tới cho nỗ lực thích ứng khí hậu mới. Đây là nội dung chính tại cuộc họp không chính thức các bộ trưởng môi trường và khí hậu EU vừa kết thúc tại Bruxelles, Bỉ. Cuộc họp diễn ra trong hai ngày 15 và 16 tháng 1 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Môi trường và Khí hậu Bỉ Alain Maron, quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu. Trong hai ngày họp, các bộ trưởng đã thảo luận về tương lai của nền kinh tế tuần hoàn, trọng tâm của các chính sách châu Âu sau năm 2024. Các bộ trưởng cũng sẽ chia sẻ quan điểm về cách EU cần chuẩn bị để ứng phó với những tác động của biến đổi khí hậu đang ngày càng nghiêm trọng. Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, Bộ trưởng Môi trường và Khí hậu Bỉ Alain Maron nhấn mạnh cuộc họp lần này là bước đi quan trọng để hài hòa quan điểm của các quốc gia thành viên về những ưu tiên cho chính sách tiếp theo của khối liên quan tới vấn đề biến đổi khí hậu. Cuộc đua giành tấm phiếu đề cử ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa đã bắt đầu với cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Iowa. Truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin cựu Tổng thống Donald Trump đã dễ dàng giành chiến thắng trước các ứng cử viên còn lại tại bang này. Các cử tri của Đảng Cộng Hòa đã đến 1.600 địa điểm họp kín để bỏ phiếu lựa chọn ứng cử viên Tổng thống đại diện cho Đảng. Trong cuộc bỏ phiếu này, ông Trump cạnh tranh với hai đối thủ chính là bà Nikki Haley, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, đồng thời là cựu thống đốc bang South Carolina, và ông Ron DeSantis, thống đốc bang Florida. Kết quả kiểm 65% số phiếu cho thấy ông Trump giành được hơn một nửa trong số này. Ông DeSantis giành được 21% và bà Haley được gần 20% số phiếu bầu. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ quyết định thay đổi lịch tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra ở các bang có sự đa dạng về văn hóa và dân cư, rồi mới đến Iowa.
Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.